Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Màn đêm buông xuống, gió bão nổi lên, tiếng sấm rền vang. Hồng Khánh Hân giống như là đã quá mệt mỏi, không thể nào đứng dậy được nữa. Cô chóng mặt nhức đầu, đứng dựa vào thành bể bơi, nghỉ một chút. Khi thấy đỡ hơi một chút, cô yếu ớt lết thần xác trở về phòng. Lần này không phải là căn phòng cũ, mà cô được chuyển sang một căn phòng ẩm thấp và toàn bụi thôi. Đẩy cửa bước ra, trong không khí còn sộc lên một mùi ẩm mốc. Cô phải bịt mũi lại để không bị hắt xì. Trên nền nhà đầy những bao rác dơ bẩn. Cô không còn tâm tư mà quan sát xung quanh, mệt mỏi bước đến giường. Cuối cùng thì không chống đỡ được Hai chân mềm nhũn Dẫm phải một bịch túi trơn Thế là trượt dài trên sàn nhà đầy bụi Ngay cả bò dậy cũng vất vả rất nhiều Bên ngoài trời Càng ngày càng thêm dữ dằn Từ ngoài cửa sổ Gió cuột vào tới tấp Làm bung ra cửa sổ Mưa gió rền vang táp vào trong căn phòng Mỗi hạt mưa to giống như là cục đá nhỏ Mang theo hơi lạnh Làm cho cả người của cô run rẩy lẩy bẩy Cô nhèo mắt vì mưa hắt vào Tầm mắt của cô nhìn nghiêng ra bên ngoài cửa sổ Một bầu trời đen tuyền Tựa như là cuộc đời của cô lúc này Cô cứ như vậy mà chết đi hay sao? Cứ như vậy mà chết đi Hình như cũng không tồi lắm Ít nhất thì cô sẽ không bị quần vĩ dương Tra tấn hành hạ Ít nhất thì cô cũng không bị anh ta cự ép Nhưng mà cô chỉ luyến tiếp một điều Cố Nam Phong Cô muốn biết lý do gì Cố Nam Phong bỏ mặc cô Không một lời giải thích Là do cô không tốt hay là anh không còn yêu cô nữa. Bỗng nhiên trong thời điểm danh giới mong manh, sinh tử đó, cô giống như thấy được khuôn mặt nam tính đầy dịu dàng xuất hiện. Cố Nam Phong, anh nhẹ nhàng cúi người bế cô lên, lau đi những giọt nước bám trên khuôn mặt của cô. Nhưng lau mãi mà không hết, trên khuôn mặt của cô giờ đây không chỉ là nước mà còn có cả những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra. Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt của cố Nam Phong. Anh đã đến rồi sao? cô rơi vào một cơn hôn mê. Cô sốt cao đến độ, không còn phân biệt được thực ảo là gì nữa. Cứ như vậy mà dần dần mất đi ý thức. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, kết thúc một ngày cũ, qua một ngày mới, mưa vẫn giả dích không ngừng, âm thanh tí tắc không ngừng rơi. Một chiếc xe thương vụ màu đen chạy vào trong cửa biệt thự rộng lớn. Trên ghế sau của chiếc xe màu đen, quần vị giường hơi dựa dựa vào ghế, buổi tối có một cuộc xã giao uống không ít lúc này hơi men trong người đã phát tác trong đầu của anh bây giờ chỉ có khuôn mặt trắng nõn ánh mắt cuột cường làm cho anh nhớ nhung giả giết theo bản năng anh đưa tay ra bắt lấy khuôn mặt của hồng khánh hân đang xuất hiện trước mắt thế nhưng gương mặt đó cứ như ảo ảnh vờn quanh chạm vào một cái là biến mất hồng hân vân em đang ở đâu chứ giọng nói của anh khàn khàn lên tiếng Thiếu gia, ngày uống quá nhiều rồi, uống một chút nước mật ong để giải rượu nha. Bỗng dưng quân vị dương ngồi thẳng người, đưa tay nắm cổ áo của quản gia tài nhục cầm. Tôi đang hỏi, cô ấy ở đâu cơ mà? Quản gia bất đắc sĩ, phải gọi người hầu tới thì mới biết được rằng Hồng Khánh Hân đang bị phạt phải ngủ trong một căn phòng bẩn nhất của biệt phủ. Quản gia lập tức bị dọa cho sợ, nổi giận mà nói cô hồng là người của thiếu gia cơ mà nếu như trừng phạt thì cũng chưa đến lượt các cô thiếu gia chỉ phạt cô ấy là không được ăn cơm thế mà vắng mặt một cái đã làm loạn cả lên à ngủ ở nơi đó nếu như thân thể cô ấy có mệnh hệ gì thì ai là người chịu trách nhiệm đây đúng là to gan dạ không phải chúng em là là chị lê doanh ạ quản gia tài nhục cầm muốn gọi lê doanh tới nhưng bỗng nhiên quân vị dương xuống xe lập tức đi đến căn phòng nằm ở phía đông của biệt phủ. Thiếu gia, trời còn đang mưa đấy ạ. Quản gia vội vàng cầm ô rồi đuổi theo. Trong người quân vị dương vẫn còn chất cồn không chế, bước chân của anh sải trên nền đất, không kiên định nhưng mà vẫn có một lực đạo nhất định và vội vã. Đi đến căn phòng tối tăm nhất, cửa đã khóa ngoài. Đôi mày của anh co rút, nâng chân dài lên rồi dùng sức, tống một cái đá văng ra trong căn phòng dơ bẩn hồng khánh hân đang cuộn tròn cơ thể nằm trên một miếng vải bố tiếng động lớn như thế nhưng cũng không làm cho cô tỉnh giấc cả cơ thể bất động thoạt nhìn như là đang ngủ rồi quân vị dương ngồi xổm xuống, xuống duỗi tay lật vai của cô lại hân vân hân vân tôi ra lệnh cho cô tỉnh lại ngay lập tức hồng hân vân anh dùng sức mà lắc lư cơ thể của cô vẫn như cũ cô không có phản ứng, thậm chí là đôi mắt cũng đã nhắm lại, không mở ra. có phải là trong mắt cô, quân vĩ dường không đáng một đồng, đúng không? không đáng để cho cô tôn trọng, một cái liếc mắt cũng không thèm sao? người đàn ông làm cho cô nhớ mãi không quên, rốt cuộc là ai chứ? mà anh rốt cuộc là ai đây? quân vĩ dường là người quyền cao đức trọng, nắm giữ toàn bộ kinh tế thành phố, thế mà lại đi thua một người đàn ông bình thường sao? một sự phẫn nộ và sự thất bại giống như cơn bão quét qua ánh mắt của anh nhuốm màu đỏ tươi anh áp cô chặt vào cơ thể của mình rồi hôn hung hăng anh giống như một đứa trẻ bắt gặp một cây kẹo ngon dùng hết sức mà chiếm lấy bàn tay lượn lờ trên cơ thể ý đồ làm cho cô tỉnh lại chứng minh là cô đang thuộc về anh rồi chỉ có thế này mới có thể làm cho cô tỉnh lại mặc cho sau này cô sẽ càng hận anh hơn khi mà tự ý chạm vào người của cô Em mở mắt ra cho tôi, Hồng Hân Vân. Tôi không cho phép em xem tôi như không khí đâu. Em phải nhận biết được sự tồn tại của tôi chứ. Thật lâu sau, vẫn không có sự đáp trả, quần vĩ dường đưa tay sờ vào đôi mắt của cô. Thế nhưng, chạm đến chán của cô, thì đã thấy nóng đến mức kinh người, khiến cho anh phải rút tay. Anh rút môi của mình ra, bế cô cẩn thận, thì phát hiện không chỉ có chán, mà cả người của cô nóng như lửa. Khuôn mặt đã đỏ lên bừng bừng, hơi thở từng quãng từng quãng yếu ớt đôi đồng tử của quân vị dương hoảng sợ trái tim như hụt hẫng anh nhanh chóng đem cô ra bên ngoài lập tức chuẩn bị xe đi tại bệnh viện trong một căn phòng to lớn hồng khánh hân tái nhợt nằm trên giường bệnh ý thức mơ hồ khuôn mặt đỏ bừng bừng trong miệng thì lầm bầm đừng bỏ em đừng bỏ em à quân vị dương cúi người xuống bàn tay to ôm lấy khuôn mặt của cô, môi mỏng không ngừng ở trên miệng của cô, truyền nước và hôn. Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ em. Giọng nói dịu dàng này là ai đang nói với cô chứ? Là Nam Phong có đúng không? Hồng Khánh Hân mơ mơ màng màng, khóe miệng của cô mở ra. Vậy là tốt rồi, có anh em sẽ không sợ chết nữa. Nam Phong, có anh ở bên cạnh em sẽ không sợ gì hết quân vị dương nhăn mày lập tức cắn môi của cô em mở mắt ra cho tôi âm thanh đột nhiên trở nên đầy quyền uy là ai chứ chẳng lẽ là quân vĩ dương kia sao cô cựu quậy lắc đầu hơi thở cũng trở nên rồn rập không cần không cần hồng khánh hân vừa nói vừa ho khan nhưng bởi vì không có sức lực nên cô không thể nào ho được cả khuôn mặt bị trướng lên đỏ bừng bừng vô cùng khó chịu quân vị dương càng lo lắng bàn tay nâng đỡ khuôn mặt của cô anh không biết làm cách nào mới có thể giúp cô quản gia tài nhu cầm đang đứng bên cạnh nhìn không được thì vội vàng kéo anh thiếu gia cứ để bác sĩ kiểm tra cho cô ấy xem thế nào khuôn mặt của anh lập tức lạnh lùng liếc mắt nhìn qua bác sĩ đứng bên cạnh còn đứng thất thần làm gì chân bị què rồi sao Tôi kêu bác sĩ đến đây chỉ để đứng ngắm thôi à? Mau chữa bệnh cho cô ấy đi. Bác sĩ kiểm tra cho Hồng Khánh Hân, đo nhiệt độ, huyết áp, sau đó thì lấy máu, rồi đưa cho y tá đi làm xét nghiệm, rồi quay người cung kính nói với quân vị dương. Dạ, giám đốc quân, cô Hồng đây bị mắc mưa, điều kiện môi trường không đủ vệ sinh, kiệt sức quá độ, thiếu ngủ, không ăn uống đầy đủ, cho nên gây ra hiện trạng vừa sốt cao suy nhược cơ thể đến nghiêm trọng rồi ạ quần vị dương thắt cả lòng anh nên làm cái trò gì đối với cô vậy chứ anh nén sự xấu hổ của mình rồi nói khi nào thì cô ấy sẽ khỏe hẳn chứ dạ chờ lát nữa cô ấy sẽ tỉnh dậy thôi cho ăn trước sau đó thì uống thuốc hạ sốt sau có thể dạng sáng sẽ hạ sốt đặc biệt là không để cho cô ấy làm việc nữa cúi cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho thật tốt. ba bốn hôm nữa, nhiều nhất là một tuần sẽ khỏi hẳn thôi ạ. À? bác sĩ lên tiếng nói với anh, mà đến giờ uống thuốc thì gặp phải vấn đề phiền toái. Quần vị giường làm mọi cách nhưng mà hồng khánh hân cũng không nuốt viên thuốc xuống. tuy rằng viên thuốc rất nhỏ thôi, nhưng mà mỗi lần đưa vào trong miệng chỉ đến được đầu lưỡi rồi nhả ra. thiếu gia, hay là chúng ta nghiền nát ra địa. Người hầu ở bên cạnh thấy như vậy thì nói Quần vị Dương chăm chú cực độ Anh nghĩ cách đó cũng hay đó Vậy thì mau lấy chén và nĩa đến đây đi Người hầu mang lên Quần vị Dương lấy muỗng Nghiền thuốc ra Rồi pha thêm một chút nước khuấy đều Anh nâng đầu của cô lên Rồi múc từ muỗng cho vào trong miệng cô Nhưng cách này cũng không hiệu quả Thuốc cứ tràn theo khóe miệng Của Hồng Khánh Hân chảy ra bên ngoài Anh mất kiên nhẫn trực tiếp uống một ngụm thuốc, sau đó thì cúi đầu hôn lên đôi môi của Hồng Khánh Hân, rồi đút thuốc cho cô. Phương pháp này quả nhiên là công hiệu, vừa nhanh chóng, vừa hiệu quả cao. Mới được nửa chén thuốc thì lại tiếp tục nửa chén nữa. Sau khi uống xong, trên mặt dần dần bớt đỏ, mồ hôi của cô cũng già ít hơn. Thiếu gia, bây giờ cũng 3 giờ sáng rồi. Buổi tối, ngài uống rất nhiều rượu. Bây giờ ở đây đã có tôi rồi, Ngài cứ trở về nghỉ ngơi trước đi Quản gia tài nhục cầm lên tiếng Quân vị dường lúc này lạnh lùng mà nói Là ai đã bảo cô ấy làm việc quần quật Còn cho cô ấy ngủ trong căn phòng phía đông thế Mệnh lệnh của anh rất rõ ràng Mặc dù Hồng Khánh Hân là người hầu Nhưng mà cô cũng chỉ là người hầu của một mình anh Anh từ khi nào mà cho phép người khác Động tới đồ của mình chứ Lại còn sai khiến thành ra như thế này Dạ là quản gia Lê Doanh mang cô ta tới gặp tôi. Quần vị giường xoay người đi ra ngoài, bước chân trở nên rồn rập. Anh bây giờ đã tức giận đến mức không thể nào ngủ được. Anh phải giải quyết người đàn bà ngu xuẩn quá phận kia. Bước chân ra khỏi cửa, anh chợt nhớ đến một việc, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ hôn mê đang nằm trên giường, rồi để lại một câu: ngồi bên cạnh canh trường. Cô ấy còn nói mơ cái gì? thì nhớ báo cáo với tôi một chữ cũng không được bỏ sót lê doanh ngồi quỳ gối trên mặt đất cô hàng trăm triệu lần không nghĩ rằng quân vĩ dương sẽ chủ động đi tìm cô ở căn phòng phía đông lại còn đặc biệt đưa cô đến bệnh viện nữa cô ta bây giờ phải phủ nhận tất cả không thể nào thừa nhận được thiếu ra tôi tôi không biết cô ấy cô ở quân gia cũng đã mười mấy năm rồi Tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu quy củ? Người của tôi, ai lại cho cái loại quản gia như cô động vào chứ? Người của tôi sao? Loại quản gia sao? Những lời này rất rõ ràng Hồng Khánh Hân có một địa vị ngang hàng với quân vị Dương. Sắc mặt của Lê Doanh lập tức trắng bệch. Thiếu gia, tôi chỉ là không thể nào nhịn được khi mà thấy thái độ vô lễ của cô ta. Lê Doanh, cô đã phạm vào điều tối kỵ của tôi rồi. Lê Doanh sợ hãi thở dốc, phát hiện ra chính mình không còn con đường nào trốn cãi. Chẳng lẽ cô ta, đường đường là một quản gia tối cao của quân gia, lại bị anh xử phạt chỉ vì một cô gái không rõ lai lịch và không hề xứng đáng với anh sao? Mặt của quân vị dương bị ánh đèn hắt vào, lúc sáng lúc tối không rõ biểu cảm là gì nữa. Quỳ ở cổng lớn, chờ đến khi nào cô ấy tỉnh lại, thì tùy theo cách xử phạt của cô ấy dành cho cô đi lê doanh ngã nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch như tờ giấy, thật lâu sau cũng không nhúc nhích, cho đến khi mà vệ sĩ kéo cô ta đứng dậy rồi đưa cô ta đi. Hồng Khánh Hân ngủ một giấc thật là lâu, cô mơ màng thấy có rất nhiều người, có chị gái, có nam phong, có anh trai, bọn họ đều bên cạnh cô rất vui vẻ, nhưng bỗng nhiên có một bàn tay to lớn đến cướp cô đi, mang cô rời xa những người thân. Cô đã cố gắng vùng vẫy thoát ra, cố gắng chạy đi nhưng mà lại rơi vào một mê cung rồi cứ tìm đường mãi không thể nào thoát ra khỏi mê cung đó không không thể nào cô bất chợt hét lên mở mắt ra thì lọt vào trong tầm mắt chính là trần nhà màu trắng đơn giản nhưng rất xa hoa mà không gian toàn bộ đều là mùi thuốc khử trùng cô chuyển động một vòng mắt thì phát hiện ra không phải cô đang ở trên thiên đàng mà là ở trong bệnh viện là ai đã đưa cô ra khỏi căn phòng đó chứ? Là ai đã đưa cô đến bệnh viện đây? Cô há miệng thở dốc, miệng lưỡi khô khốc không nói ra hơi. "Cô Hồng, cô tỉnh rồi sao? Để tôi gọi cho thiếu gia nha." Hồng Khánh Hân được người nâng dậy, uống nước xong thì giọng nói cũng đỡ hơn. Cô vừa muốn mở miệng thì cửa phòng đã mở ra. Quân vị Dương lạnh lùng tiến vào. Cô nhìn anh, tâm tình vừa tốt ngay lập tức trở nên ảm đạm. Cô thật sự là không tình nguyện để cho quân vị dương cứu cô. Cô rất sợ mắc phải anh ta một ân huệ. Mà đã là ân huệ thì cả đời này không bao giờ trả hết. Đôi chân của quân vị dương bước đến mép giường, cúi người xuống, bàn tay to hướng đến chán của cô, sờ vào. Hình như là hạ sốt rồi đấy. Không cần anh phải giả tạo như vậy. Hồng Khánh Hân vội vàng quay mặt đi. Quân vị dương mặc kệ cô tránh né, chán ghét anh thế nào cô bây giờ là người bệnh không nên so đo với cô làm gì ở một mức độ nào đó cô bị thế này một phần cũng là do anh em đã ngủ hơn một ngày rồi đấy bây giờ em còn khó chịu ở đâu không nhìn đến anh là tôi thấy khó chịu rồi còn có sức để mà giận tôi thế này xem ra khôi phục cũng không tệ đâu uống nước trước đi chờ đến khi mà bác sĩ kiểm tra tôi sẽ cho em ăn cháo nha. Tôi không đói. Em lại muốn để cho tôi nghe bụng em biểu tình nữa sao? Cái tên sói điên này, hắn ta nghĩ rằng trêu chọc, nói đùa vài câu là xong chuyện sao? Hơn nữa, không phải hắn ta xem cô là người hầu sao? Bây giờ là tình huống gì cơ chứ? Tại sao cứ mãi dùng cái chiêu vừa đấm vừa xoa thế này? Cô không cần trái táo của anh ta đâu. Càng ngược đãi, cô càng thích bởi vì cô sẽ không rung động trước những hành động dịu dàng của người đàn ông mang tên Quân Vĩ Dương. Thấy cô cắn môi dưới, Quân Vĩ Dương buồn cười sờ sờ mặt của cô. "Sao thế, tức giận à? Em ngoan ngoãn một chút, nghe lời bác sĩ đi. Còn nữa, em muốn ăn gì thì tôi sẽ kêu đầu bếp nấu cho em nha." Cô càng nghĩ càng giận, giọng nói lạnh băng mà đáp. "Không cần. Tôi chỉ là một người hầu thôi, làm sao có thể để một quân thiếu" phải hao tâm tổn sức vì mình chứ. Em là người hầu, nhưng mà là người hầu duy nhất của một mình tôi. Người hầu của anh thì sao? Để cho anh tra tấn thành thế này sao? Đối với tôi, chỉ có ở trên giường mới thành ra thế này thôi. Anh... anh là đồ biến thái. Cứ mỗi lần tranh cãi vấn đề, anh ta lại nhắc đến chuyện giường chiếu. Mặt dày không có liêm sỉ. Hồng Khánh Hân muốn đẩy chăn ra, thì đã bị quân vị giường đè tay lại còn chưa khỏi bệnh không thể nào xuống giường được là ai làm cho tôi trở thành người bệnh sống dở chết dở như thế này chứ em có thể phạt tôi mỗi ngày phải ngủ cùng em anh anh đúng là không biết xấu hổ ai thèm ngủ với anh hay là phạt tôi hôn em chẳng hạn cái này mà gọi là trừng phạt sao tôi không cần toàn là thứ có lợi cho anh thôi Thế thì cả hai đi Anh có bị lãng tai không? Hay là mất đi năng lực lý giải vấn đề rồi? Hay là đổi lại em không trừng phạt tôi nữa Mà là tôi thưởng cho em một nụ hôn nhé Hồng Khánh Hân hoàn toàn không hiểu Đầu óc của anh ta đang nghĩ cái quái gì nữa Luận về da mặt dày Chỉ sợ rằng cô tu luyện ngàn năm Cũng không phải là đối thủ của anh ta Bác sĩ đi vào phòng bệnh kiểm tra xác định không có vấn đề gì nữa mới dặn dò uống thuốc đúng giờ. Hồng Khánh Hân quả thực là rất khó tin. Cô thế mà lại bị sốt đến mức 40 độ sao? Mà không lẽ Quân Vĩ Dương chính là người đã đem cô ra khỏi căn phòng u ám đó sao? Ngay lúc này đây, người hầu đem vào một mảnh giấy đưa cho Quân Vĩ Dương. Thiếu ra, đây là tất cả những gì mà ngài căn dặn đấy ạ. À? Mặt trên của tờ giấy viết rằng hồng khánh hân chủ yếu nói mớ về mẹ những người thân trong gia đình chẳng có gì kỳ lạ cả chỉ là phong sao phong ở bên cạnh chú ý đặc biệt đó là lặp lại 49 lần quân vị dương trố mắt không thôi tại sao lại nhiều đến như vậy chứ quân vị dương nhèo mắt trực tiếp ngồi xuống bên giường phong là ai cái gì cơ trong lúc sốt cao, em đã lặp lại cái tên này 49 lần. Đó là tên của người đàn ông em nhớ mãi không quên, đến mức mà một cực phẩm trước mắt thế này em cũng không màng đến, có đúng không? Có lẽ hôm qua gió lớn quá nên tôi mới gọi là Phong thôi. Với cả cửa sổ bị bật ra, lạnh quá. Tôi bị ám ảnh mới gọi mãi cái tên đó không ngừng thôi. Hồng Khánh Hân lấy cớ khác để mà thoái thác. Cô nửa thật nửa giả, vờ giận dỗi mà nói. Nguyên cả một đêm tôi bị nước mưa xối xả vào mặt, gió táp như cắt vào da thịt, rồi bị nóng sốt, thiếu chút nữa là bị thiêu chết. Cũng không biết là nhờ phúc của ai. Bây giờ tôi nói mơ có mấy câu mà anh đã hạnh hoẹ tôi rồi. Thế thì anh cho tôi thưởng phạt kiểu gì chứ? Nhắc tới cái này, ánh mắt đen của quân vị dương nghiêm lại ai là người đã hành hạ em thì tôi sẽ bắt kẻ đó, cho em muốn làm thế nào thì làm. Bây giờ Lê Doanh đang quỳ trước cửa của Quân gia, nếu như em muốn thì tôi sẽ cho em một cuộc điện thoại video. Anh trừng phạt cô ấy vì tôi sao? Cô kinh ngạc mà hỏi. Quỳ sao? Đương nhiên rồi. Ngoại trừ quỳ ra thì em có thể trừng phạt theo ý của mình. Làm cô ấy bị tàn phế thì sao?" Hồng Khánh Hân tùy ý nói ra một lời đề nghị, "Cô nghĩ dù sao Lê Doanh cũng là người của anh, chắc là anh chỉ nói cho có mà thôi, đời nào để cho cô nhúng tay vào chứ." "Tất nhiên là được." Hồng Khánh Hân không ngờ rằng Quân Vĩ Dương lại đồng ý rất sảng khoái, cô không tin, thử hỏi lại một lần nữa. "Nếu tôi muốn giết cô ấy thì sao?" "Được, tùy em." Cô vô cùng kinh ngạc. Đó là mạng người, chứ không phải là đồ vật. Nói giết là giết. Anh cứ như vậy mà nói tùy cô sao? Lý do gì sau khi mà cô bị bệnh, quần vị dương lại trở nên tốt đột xuất như vậy cơ chứ? Anh... anh có thể vì tôi mà giết người sao? Đôi mắt của quân vị dương không nhìn thẳng vào mắt cô Mà đưa tay ra nắm chặt cầm của cô Đôi môi mỏng cong lên nụ cười Chắc là em không biết tình cảm của tôi đối với em thế nào rồi? Tôi còn có thể vì em mà làm nhiều hơn thế nữa cơ. Đây rõ ràng là một lời thổ lộ ngọt ngào, nhưng mà rơi vào trong tay của Hồng Khánh Hân thì không xét mà rôn. Quân Vĩ Dương là một người đàn ông vô cùng tàn nhẫn. Anh có thể bất chấp vì một người mà đi giết người, lại còn là một tên biến thái, muốn khống chế cô tất cả mọi việc. Nếu như cô bị hắn ta biết được thân phận thật sự, về sự tráo đổi chị em về cố Nam Phong nữa Thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng Quân Vĩ Dương có thể giết chết cô Hay là làm hại đến chị gái Làm hại đến cố Nam Phong Và cuối cùng là đến ba của cô Nghĩ đến những điều đó Ngay tức khắc Sắc mặt của cô trắng bệnh Quân Vĩ Dương nhận ra cô đang sợ hãi Em sao thế Em khó chịu ở đâu ạ à? Tôi... tôi có chút nhức đầu Cô đẩy anh ra Cô sợ rằng anh có thể nhìn ra mình đang trột dạ. Bây giờ tôi có thể xuất viện được chưa? Chưa được. Chờ ngày mai làm kiểm tra cuối cùng. Không có vấn đề gì thì em mới được xuất viện. Trở về biệt thự, em sẽ dọn đến phòng của tôi. Cô nghe xong thì sửng sốt, lập tức không đồng ý. Không, không cần đâu. Tôi muốn ở trong phòng của người hầu cơ. Tôi biết, em chỉ là dối lòng mà thôi. Nhưng mà không sao Em đã xin lỗi tôi Thì sẽ chẳng có việc gì nữa Xin lỗi sao Xin lỗi cái gì cơ Là em viết cho tôi Những lời trong thư rất có thành ý Nếu như em đã ngộ ra được Thì tôi sẵn lòng tha thứ cho em Những ngày qua Rốt cuộc là Anh đang nói cái quái gì thế Quân vị dương hất tay Người hầu đi tới đưa cho Hồng Khánh Hân Một tờ giấy mặt trên là những dòng chữ bút lông vô cùng đẹp mắt. Quân vị dương, hai ngày qua tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận, tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân mình. Đáng lý ra tôi không nên nói anh biến thái, cũng không nên tùy hứng chạy trốn. Bây giờ tôi sẽ không làm thế nữa mà sẽ ở lại bên cạnh anh, cùng nhau tạo nên những điều phi thường trong tình yêu. Tôi hy vọng rằng anh có thể tha thứ cho sự không hiểu chuyện, cho sự bồng bột của tôi có được một người đàn ông anh tuấn khí thế ngút ngàn mê người chăm sóc quan tâm đến tôi là một niềm vinh hạnh cực lớn của hồng hân vân này tôi nhất định sẽ trân trọng anh thật tốt phía dưới của mấy lời xến sẩm muốn mắc ói đó còn có cả dấu ấn đỏ trói cùng ngón tay của nữa trong mắt của cô không cách nào giãn to thêm mỗi một chữ thật sự là buồn nôn thật sự là dối trá cái này không phải là tôi viết là em viết đó là chữ của em à không phải cô rất muốn nói là cô không thể nào viết ra những lời trái lương tâm thế này nhưng mà quả thật đây là nét chữ của cô lại còn có cả dấu ấn tay của cô nữa chứ em không thể nào phản bác được chứ gì mình viết thì cứ nói là mình viết đi tôi đã biết em ái mộ tôi rồi tôi rất vui em thấy rồi đấy làm người phụ nữ của tôi có gì mà không sung sướng chứ em chỉ cần ở bên cạnh tôi hưởng thụ sự cưng chiều bảo bọc của tôi là xong rồi. Tôi mặc kệ. Tôi đã nói rồi, đây không phải là tôi viết. Nhưng có ấn ký của em trong đó cơ mà. Anh xem này, là có người lợi dụng lúc tôi ngủ, rồi dùng tay của tôi... Cô nâng bàn tay của mình lên, rồi xem xét cẩn thận, thì phát hiện ra ngón tay của cô còn dính một chút màu đỏ. Cô dừng ngón tay cái trước mặt của quân vị dương, mắt to tròn kháng nghị nhưng trong giây tiếp theo quân vị dương đã cúi đầu ngậm lấy ngón tay đó hồng hân vân hãy ngoan ngoãn ở lại bên tôi tôi không em nói là sẽ không rời khỏi tôi vậy là thỏa thuận thành công không phải tôi chưa nói hết câu đừng nói gì cả tôi biết là em yêu tôi mà tôi không yêu không yêu người khác chỉ yêu tôi thôi như vậy mới ngoan chứ Rõ ràng là quân vị dương Là người không nói lý lẽ Bức thư này chắc chắn là do anh ta tạo ra Để mà răng bậy cô Còn nói cái gì mà cô yêu anh ta chứ Thật đúng là không biết xấu hổ Thôi được rồi Chuyện này kết thúc tại đây Tôi không muốn tranh cãi Hay là so đo gì với em nữa cả Có một chuyện khác Tôi muốn nói với em hơn Sáng nay tôi nhận được điện thoại Của ông nội tôi đấy Ông nội nói rằng khi nào tôi sẽ tiến hành kế hoạch mang thai. Tôi đã hẹn với ông là cuối năm nay sẽ có một đứa chắt cho ông rồi. Mang thai sao? Nhắc đến hai chữ này, ngay lập tức Hồng Khánh Hân cứng đờ cả người. Em sao thế? Lại cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao? Hay là em sợ mang thai? Em yên tâm, một khi mà em đã mang thai con của quân Vĩ Dương này rồi, thì tôi sẽ làm cho em giảm bớt sự đau đớn nhất có thể nhưng mà bây giờ cơ thể của tôi chưa thích hợp mang thai bởi vì mấy tháng trước tôi có tiêm một loại vaccine phòng bệnh bác sĩ nói rằng trong một năm không thích hợp để mang thai đâu không cần lo lắng bác sĩ quân gia sẽ giúp em kiểm tra lại nhưng mà nhỡ kiểm tra không ra ảnh hưởng đến người nối dõi của quân gia thì sao chứ anh nên suy xét cho kỹ càng không sao Kiểm tra lúc trước đã có gen của tôi và em rất phù hợp rồi. Cho nên đứa trẻ sinh ra nhất định sẽ không có vấn đề gì cả. Quả thật là cô không còn con đường nào để biện hộ cho mình nữa. Dù sao đi nữa thì cô cũng không thể nào làm chuyện đó với quân vị dương. Cô lại càng không thể nào mang thai. Không lẽ anh cứ như vậy mà có con sao? Cảm thấy Hồng Khánh Hân lại thất thần. Quân vị dương nắm cầm của cô. Em lại suy nghĩ cái gì thế? Không sao, tôi chỉ là hơi mệt thôi. Tôi muốn đi nghỉ rồi, anh đừng cuối rầy tôi, anh đi đi. Anh sao có thể không nhìn ra tâm tư của Hồng Khánh Hân chứ? Nhưng mà không sao, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ yêu anh thôi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi cho em một tuần để hồi phục lại sức khỏe. Một tuần sau, mỗi đêm tôi sẽ đều muốn em. Nếu như là không có bất chắc gì xảy ra, trong một tháng em sẽ mang thai thôi Anh nói nhiều quá rồi đấy Tôi muốn đi ngủ bây giờ Cô che lỗ tai Không muốn nghe những lời đó Nó thật sự là rất ghê tởm đối với cô Em làm nũng đáng yêu thật đấy Là tôi mệt Chứ không phải là làm nũng gì hết Thôi được rồi tùy em Tôi muốn nói sao thì kệ tôi Bởi vì sốt cao Sợ sức khỏe của cô yếu ớt Quần vị dương cũng không ở lại để cho cô nghỉ ngơi tốt hơn. Anh bảo người hầu để cho Hồng Khánh Hân uống thuốc đúng giờ và chăm sóc thật là cẩn thận. Cô uống thuốc rồi mà vẫn không ngủ được, nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại. Cô phải làm sao bây giờ đây? Thời gian một tuần là quá ngắn, cô không thể nào tráo đủ thân phận với Hồng Hân Vân nhanh như vậy được. Cô làm sao để mà tránh được sự xâm phạm của quân Vĩ Dương đây? Giật nhanh là đến thời gian buổi tối, quân Vĩ Dương trở về bệnh viện. Đúng lúc đó, Hồng Khánh Hân đã tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi ngủ. Cô khó khăn đi vào giấc ngủ, thì tiếng bước chân lại truyền tới. Quân Vị Dương bước vào dưới con mắt tò mò của cô. Tối thế này rồi, anh ta tới đây để làm cái gì chứ? Ngay sau đó, chưa kịp hỏi gì, thì anh đã đặt cơ thể của mình nằm xuống giường của cô. Hơi thở nam tính xâm lược, tràn ngập vây quanh, làm cho cô cả kinh. Này, anh làm gì thế? quần vị giường từ công ty trở về anh vẫn còn mặc trên người một bộ đồ vét nhưng mà điều đó không làm ảnh hưởng đến anh đôi mắt mệt mỏi cánh tay to lớn vòng qua ôm trọn eo của cô đến giờ đi ngủ rồi em nói xem tôi muốn làm gì đây anh trở về biệt thự mà ngủ đi đây là bệnh viện giường không lớn lắm mà anh thì to thế này sẽ không thoải mái đâu cô lấy tay đang đặt trên người của mình rồi hất ra nhưng mà tôi thích ôm em đi ngủ cơ Tôi sẽ lây bệnh cho anh đấy Tôi cũng không ngại Bị bệnh cùng với em Khuôn mặt tuấn thú của quần vị dương Trồn ở cổ của cô Người thấy hương thơm tự nhiên Hơi thở nóng hổi phả vào làn da Làm cho lưng của cô trở nên cứng đờ Nhiệt độ này đúng là quá lớn rồi Anh buông tôi ra Anh ở gần thế này Làm sao mà tôi ngủ được chứ Cô lo sợ Cô nam quả nữ mà ở chung với nhau Ban đầu còn nhịn được Nhưng về sau lỡ như quần vị dương Không thể nào khống chế được lý trí Thì há chẳng phải cô sẽ bị anh ta Ăn sạch sao Sức lực của cô làm sao mà có thể chống lại Một người lực lưỡng như anh ta cơ chứ Không ngủ cũng phải ngủ Em tập dần đi là vừa Hơn nữa tôi rất thích mùi thơm Trên cơ thể của em Về sau đừng có dùng nước hoa đấy Anh tránh ra Cô bị quân vị dương làm cho nhột Thì không ngừng đẩy đẩy anh Không tránh Tôi năn nỉ anh đấy Quân vị dương mỉm cười Định dùng mềm với anh sao Nhưng mà anh không dễ dàng bị mắc lừa như vậy đâu Nghe nói người bị cảm Càng ra mồ hôi Thì sẽ càng nhanh khỏi bệnh Chi bằng em và tôi Là một bài vận động thể dục nho nhỏ Được không Lời này vừa nói ra Ngay lập tức Hồng Khánh Hân Ở trong lồng ngực của anh Không dám động đậy hay là nhúc nhích chỉ sợ rằng một cử động nhỏ thôi cũng bộc phát thú tính của anh ra rồi quân vị dương đem cả người cô ép chặt vào cơ thể của mình nếu như không muốn vận động thì ngoan ngoãn đi ngủ nể tình em đang bị bệnh nghiêm trọng tôi sẽ phá lệ mà buông tha cho em anh đúng là nói lời giữ lời suốt cả một đêm anh chỉ ôm cô ngủ không làm gì quá phận mà cái tướng ngủ của quân vị dương đúng là quá độc chiếm anh hoàn toàn đem cơ thể của cô dán chặt vào người mình, khuôn mặt của cô úp lên lồng ngực của anh. Cô cho rằng cô sẽ bị mất ngủ và khó chịu cả một đêm, bởi vì cô chưa bao giờ cùng với một người đàn ông ngủ trong tư thế thân mật này, trùng chăn, trùng gối. Thế nhưng ngoài ý muốn, cô lại ở trong lồng ngực của quân vị dương ngủ vô cùng sâu, vô cùng ngon, không hề có một sự mộng mị nào. Sáng sớm hôm sau, trước cửa của bệnh viện, một chiếc xe xa hoa dừng lại. Tài xế mở cửa xe. Một đôi nam nữ bước xuống, lập tức thu hút ánh nhìn của người qua đường. Mọi người đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn lại, một cái cho thỏa đáng. Cô gái ăn mặc thời thượng, kéo tay người đàn ông bên cạnh, lộ ra nụ cười hấp dẫn. Nam Phong, lát nữa mẹ anh sẽ không giận em bởi vì đến thăm bệnh muộn chứ. Cô Nam Phong một tay đút túi quần, đôi chân dài thẳng bước, không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, điềm đạm mà nói. Ừ, không đâu. Tốt quá, em cứ sợ bác sẽ nói em vô tâm. Mà đúng rồi, sáng hôm nay em vừa nhận được tin, anh rể quân Vĩ Dương cũng đang ở trong bệnh viện đấy. Vừa vặn chúng ta có thể đi qua đó để chào hỏi anh ấy một tiếng rồi. Trần Giao vừa làm nũng vừa cười cười mà nói. Cố Nam Phong không thích xen vào chuyện của người khác. Chị của em và quân Vĩ Dương đã có hôn ước từ lâu rồi. Tại sao đến giờ vẫn không thấy kết hôn thế? Cái này thì em không rõ đâu. Em có hỏi qua rồi, nhưng mà chị ấy trả lời cũng rất mông lung. Không có đáp án cụ thể gì cả. Có lẽ là bọn họ muốn có con trước. Ở quân gia hình như là có quy luật này thì phải. Trần Giao đã hỏi qua chị của cô mấy lần về vấn đề này, nhưng mà cuối cùng đều ậm ừ cho qua. Vì thế mà từ đó cô cũng không hỏi nữa Trong phòng bệnh Khi mà quân vĩ dương tỉnh lại Hồng Khánh Hân vẫn còn ngủ trong lòng của anh Anh cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ say Khó mà có được một lúc Cô giống thiên thần như thế này Anh không nỡ đánh thức cô dậy Ngắm nhìn một chút Anh gión rén vén chăn đi vào trong nhà vệ sinh Quản gia tài nhục cầm Cũng đã đem đồ ăn sáng đến bệnh viện Cũng may đây là phòng bệnh VIP thế nên khá rộng rãi. Quản gia trình bày bữa sáng ở trên bàn. Dạ thiếu gia, giữa trưa nay có cuộc hội nghị... Rồi lại đi. Quân vị dương tắm xong thay đồ đi ra, tay nâng cốc cà phê lên uống. Bây giờ anh chỉ muốn ở đây để chăm sóc cho cô, đến khi cô xuất viện thì thôi. Dạ thiếu gia, cô Trần Giao và chồng sắp cưới của cô ấy đang ở bên ngoài. Ngài có muốn gặp hai người không? Trần Giao sao? Quân Vĩ Dương vận động não một vài giây mới nhớ tới đó là ai. Được rồi, mời vào đi. Trần Giao đi vào trong phòng khách của phòng bệnh, thấy quân Vĩ Dương thì lập tức nhiệt tình mà nói lớn. Anh rể. Quân Vĩ Dương ngồi trên sofa, chân dài vắt chéo thẳng tắp. Anh vẫn không có phản ứng gì cả, tay cầm cốc cà phê. Anh rể, tại sao anh ở trong bệnh viện thế này? hình như em nghe hộ lý nói anh có dẫn một cô gái đến đây có đúng không là ai thế có thể nói cho em biết được không khuôn mặt của quân vị dương không có biểu tình gì cả cũng không lên tiếng không biết là đang ngầm thừa nhận hay phủ nhận đây vậy thật sự là có người phụ nữ khác sao chị của em đang ở nước ngoài nếu như chị ấy biết khẳng định là sẽ rất ghen tị đấy em tới đây tìm tôi chỉ để hỏi những câu này thôi sao À đương nhiên là không phải rồi Em chỉ tò mò một chút thôi Anh không nói thì thôi Anh rể này giới thiệu cho anh Đây là chồng sắp cưới của em Là Cố Nam Phong Bây giờ anh ấy là người chủ trì của tập đoàn họ Cố Về sau nếu có chuyện gì Mong anh giúp đỡ nhé Động tác uống trà của quần vị dương dừng lại Lúc này anh mới nâng mí mắt lên Tầm mắt rơi vào người đàn ông Tên Cố Nam Phong Phong sao? Cái từ này lại làm cho anh nhớ đến từ phong Mà Hồng Hân Vân đã lặp lại 49 lần Vì thế anh mới ngẩng đầu lên Hiếu kỳ quan sát Nếu anh nhớ không nhầm Nhà họ cố Tại sao có thể gọi là tập đoàn được chứ Chỉ là một công ty nhỏ thôi Những năm gần đây Nếu như không phải dựa vào mối quan hệ của Trần Giao Thì đã lụi bại từ lâu rồi Cái ý đồ này trong mắt người ngoài Ai mà không biết chứ Lúc này đây Cái anh quan tâm đó chính là chữ phong Tại sao anh lại có một cảm giác rất lạ Dẫu biết rằng Có thể chỉ là trùng hợp thôi Đúng lúc này Thì cách một vách tường phòng ngủ Hồng Khánh Hân nằm trên giường Đã mơ màng tỉnh dậy Người nằm bên cạnh cô đã không còn Chắc là quân vị giường đã đi làm rồi đây Cô rụi eo Tinh thần sảng khoái không ít Hình như là bệnh của cô đã khỏi hẳn rồi Mỏi mệt trắng váng gì đó Cũng đã biến mất Trong chốc lát cô hưng phấn treo xuống giường rửa mặt đánh răng cô không nghĩ rằng mình sẽ thay đồ trước mà sẽ đi ăn sáng trước bụng của cô biểu tình lắm rồi đây này cô kéo cửa ra còn cất lớn tiếng để hát vài giai điệu khi đi ra khỏi phòng khách không ngờ tới có một cảnh tượng trước mắt làm cho cô bị dọa cho sợ hai người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa một người là quân vĩ dương còn một người khác chính là khi cô nhìn thấy rõ người đàn ông đó cả người của cô đều chấn động nhất thời trong nháy mắt cô không biết phải làm thế nào cố cố nam phong sao tại sao anh lại ở đây chứ tại sao anh lại đang ngồi cùng với quân vĩ dương chứ mà khi cô mở cửa phòng ra tiếng động truyền đến rất rõ ràng kèm với đó là tiếng hát của cô mọi người trong phòng khách liền theo tiếng động mà nhìn qua tất nhiên trong đó có cả cố nam phong trông thấy cố nam phong ngẩng đầu nhìn thấy mình rồi trong tích tắc cô xoay người lại vội vàng hướng đến cửa mà chạy vào bên trong động tác của cô quá nhanh đầu đâm vào cái cửa rồi kêu lên một cái rõ to một trận đau đớn chuyển đến thậm chí là cô không kịp che chắn nghiêng người trốn đằng sau cánh cửa sau đó bên tai của cô vang lên tiếng bước chân từ phòng khách dần dần rõ rệt đi đến phòng ngủ cô hoảng loạn rất muốn trốn thế nhưng lại không biết trốn đi đâu đột nhiên có một bàn tay to bắt lấy cánh tay của cô kéo một cái cả người của cô rơi vào tấm cửa người đàn ông mang theo tia không vui mà nói em làm gì thế mở cái cửa thôi mà cũng để u đầu cho được sao là quần vị dương cô chưa bao giờ vui đến mức này khi gặp quần vị dương giống như bây giờ cô cứng người ở trong lồng ngực của anh trái tim đập lên kịch liệt như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cô nằm phòng đang ở bên ngoài cô không thể nào đi ra đó để mà chạm mặt anh mà biết được cô đang ngồi trong vòng tay của một người đàn ông khác thì hậu quả thế nào cô không dám nghĩ tới đột nhiên cằm của cô bị quần vị dương nâng lên anh vén tóc mai của cô lên phát hiện chán của cô có chút sưng đỏ đỏ khuôn mặt lạnh lại giọng điệu cũng có phần trách cớ tại sao lại thế này chứ em đang vội cái gì à ngoài miệng thì là quát tháo nhưng bàn tay đã cẩn thận nâng mặt của cô lên. Bàn tay kia xoa xoa chỗ xương đó, thậm chí là còn cúi đầu thổi thổi. Để anh kêu hộ lý bôi thuốc cho em nha. Bỗng dừng phía sau vang lên, giọng nói của cố Nam Phong. Giám đốc quân. Không biết là anh từ khi nào đã đứng lên từ ghế sofa đi đến chỗ của quân vị dương. Chỉ cần anh tiến lại gần hai bước nữa hoặc là nghiêng đầu sang một chút thì sẽ nhìn thấy khuôn mặt của cô rồi. cả người của Khánh Hân căng chặt, cô rất lo lắng, xoay người của quần vĩ dương lại, nhào vào trong lồng ngực của anh, tay ôm eo, cả khuôn mặt rút vào trong lồng ngực, mái tóc xoăn xoăn, nhuộm màu nâu của cô che lại, hầu như là không nhìn thấy bên mặt nữa. từ góc độ của Cố Nam Phong chỉ có thể nhìn thấy một cô gái đang làm nũng với quần vị dương, nhưng mà cô gái đó có nét giống với Hồng Khánh Hân anh không khỏi tự dễu chính bản thân mình mỗi ngày đều tư tưởng đến cô đến phát điên rồi nên bây giờ gặp ai cũng nghĩ là cô quân vị dương cúi đầu nhìn sự chủ động lạ lẫm của cô gái trong lòng kể từ khi mà gặp mặt nhau cô đâu có bao giờ chủ động với anh thế này đâu đây chính là lần đầu tiên cô ôm anh chặt đến thế làm cho anh có thể cảm nhận được nhịp độ trong cơ thể của cô hồng hân vân này chẳng lẽ là đã suy nghĩ thông suốt rồi sao Cô nghĩ rằng ở bên anh mới là một sự lựa chọn tốt nhất sao? Trong đáy mắt của quân vị dương, ánh lên ý cười, cánh tay cũng vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Giám đốc quân, tôi nghĩ rằng anh đang bận, thế nên tôi không cuối giày nữa. Có cơ hội sẽ gặp lại anh sau. Cô nằm phòng nhìn một màn thân mật, anh không thể nào làm phiền. Có điều Trần Giao nói chị của cô là vợ sắp cưới của quân vị dương cơ mà vậy mà giữa ban ngày ban mặt lại đi ôm ấp một người phụ nữ khác sao được rồi không tiễn cô nam phong chấm dứt suy nghĩ về những chuyện không liên quan tới mình rồi xoay người đi ra tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ thẳng cho đến khi mà không còn nghe thấy gì nữa cô nam phong đi rồi anh không nhìn thấy cô tình huống vừa rồi thật là trớ treo cứ giống như là quả bom hẹn giờ hồng khánh hân thở phào nhẹ nhõm giống như thoát được một kiếp nạn mới vừa rồi mạo hiểm vô cùng hai chân của cô giống như đã mềm nhũn đi đứng không vững nữa rồi nhận thấy cô có chút kỳ lạ quân vĩ dương chặn ngang người rồi trực tiếp bế cô lên trên giường khi mà ngồi trên giường anh mới phát hiện ra sắc mặt của cô tái nhợt tràn đầy mồ hôi lạnh hai vai còn đang run lên nữa em sao thế có chuyện gì sao đôi mắt của anh nhạy bén, nhìn thấu vào Hồng Khánh Hân, làm cho cô trở nên ấp úng. Anh đang hoài nghi Cố Nam Phong và Hồng Khánh Hân có một mối quan hệ gì đó. Nơi này khi nãy chỉ có một mình Cố Nam Phong, mà biểu hiện lạ lùng của cô không thể nào tự dưng mà có được. Cô lúc này mới lấy lại bình tĩnh, khàn khàn mà nói. À, không có gì, chỉ là tôi mơ thấy ác mộng thôi. Ác mộng thế nào? Tôi nằm mơ thấy anh rời xa tôi Anh bảo rằng anh hết hứng thú với tôi rồi Mặc kệ tôi có gọi thế nào Thì anh vẫn tuyệt tình đẩy tay tôi ra Cô trước trước mắt mà kỳ lại cơn ác mộng gặp phải cho quân vĩ dương nghe Cái biểu cảm này cùng với giọng nói đáng thương mềm mại này Rất muốn khóc lại cố gắng nén khóc Trông vô cùng vô tội Quả thật là quân vị dương đã bị biểu hiện của cô đánh bại Thế nhưng anh vẫn nhìn cô hồi lâu, không nói gì. Đợi đến khi mà cô lo sợ, có phải là bị bại lộ rồi không? Định nói thêm mấy câu xến xúa, thì quân vị dương nói ra một câu, làm cho cô sửng sốt. Dù cho cả thế giới này có bỏ mặc em, thì tôi cũng sẽ không đời nào bỏ em đâu. Tất nhiên là nó cũng phải đi kèm với điều kiện, đó là em phải trung thủy với tôi tuyệt đối. Nói xong thì anh cho cô một cái ôm giạt rào cảm xúc tưởng chừng như là anh muốn khảm cô vào trong thế giới của mình. Cô hốt hoảng, cắn môi nghĩ nghĩ. Cô sẽ không tin vào lời nói của quân vị dương đâu. Anh ta có biết bao nhiêu là cô gái xung quanh. Có thể cô chỉ là một trong những cô gái đi ngang qua trong sự hứng thú nhất thời của anh mà thôi. Đợi đến khi nào chiếm được trái tim của cô rồi, thì quân vị dương sẽ vứt bỏ cô giống như là một món đồ chơi cũ kỹ không thường tiếc. Cô lảng sang chuyện khác lúc nãy anh ở trong phòng khách làm gì thế có phải là tôi cuối rời công việc của anh rồi không quần vĩ dương đang bùi thuốc trên chỗ sưng ở chán của cô không có gì dù sao không phải là người quan trọng là bạn bình thường sao cũng không tính là bạn à vậy sao sao thế em bị hắn ta mê hoặc rồi à Quân vĩ Dương nguy hiểm cúi đầu nhìn cô. "Không phải, không có đâu." "Em thừa nhận là hắn ta rất thuận mắt sao?" "Anh ta là đang cố tình bắt ép cô, thừa nhận Cố Nam Phong rất đẹp trai sao?" "Em cảm thấy hắn ta rất tuấn tú, có đúng không?" Cô không trả lời, thì sẽ còn bị quân vĩ Dương tiếp tục vấn đề này không thôi. Cô nghĩ rằng không thể nào nói thật, mà cũng không thể nào nói dối. Mặc dù Cố Nam Phong của cô trên thế giới này đúng là không ai sánh bằng. Đúng vậy, anh ấy rất đẹp trai. Vậy thì tôi và hắn ta, ai đẹp trai hơn? Cô không nói gì. Sao thế? Em do dự à? Hồng Hân Vân, vấn đề này mà em cũng do dự sao? Quân Vĩ Dương nghiêm giọng hỏi, khuôn mặt ngay lập tức lạnh đi, giọng nói trở nên không vui. Chỉ là tôi chưa kịp nói Anh nhảy vào miệng của tôi rồi Vậy thì em nói đi Ai đẹp trai hơn Thì anh đẹp trai hơn Anh là người đẹp trai nhất mà tôi từng biết Còn đẹp trai nhất trên thế giới này Cô cắn răng Không biết là nói như vậy đã được chưa Đồ khốn này Đây đúng là người đàn ông ấu trị nhất Mà cô từng biết trên thế giới này thì có Tốt Nếu như em đã giác ngộ ra rồi ở trong bệnh viện này rảnh rỗi, không có gì làm. Em đem những lời em vừa nói, viết một trăm lần đi. Cái gì cơ? Hồng Khánh Hân ngẩng đầu nhìn quân vị dương. Viết một trăm lần sao? Não người đàn ông này có vấn đề chắc? Hay là e quy thấp đây? Tại sao có thể bày ra cái trò khốn nạn như vậy cho cô chứ? Nhưng mà tôi đang bị bệnh mà. Em sắp khỏi rồi. Tôi sợ em ở trong bệnh viện một mình buồn chán, cho nên mới kiếm chuyện cho em làm đấy Hồng Khánh Hân lập tức muốn bóp cổ anh ta Ngay lập tức Ai mượn anh phải hiểu chuyện như vậy chứ Tôi không cần anh sợ tôi buồn đâu Nỗi lòng của Hồng Khánh Hân Mỗi một lần dâng cao Đều không ngừng chửi rủa quân vị dương Anh không thấy nó cô nói gì Lúc này mới đứng dậy Một tay đút vào trong túi quần Tôi phải đến công ty rồi Họp xong thì tôi sẽ đến đây Kiểm tra tốc độ tiến hành công việc của em không hoàn thành nhiệm vụ thì không được xuất viện đâu đấy. Hồng Khánh Hân đau đầu ôm chán. Cô đúng là điên rồi mới có cảm giác anh ta đang an ủi cô. Cái loại sói điên này thì làm gì biết an ủi cơ chứ. Anh ta thiết nhất là nhìn thấy cô bị hành hạ mới đúng. Cô không biết phải làm sao để mà có thể hoàn thành 100 lần những câu nói kia. Chỉ biết là thời điểm chấm dứt câu thứ 100. Đầu óc của cô đều là mấy chữ quần vĩ dương quân vĩ dương cơ hồ là cô muốn quên luôn cả tên của mình rồi sau khi quân vĩ dương họp xong đến bệnh viện như đã hẹn tự mình kiểm tra kết quả phát hiện ra cô gái này đúng là hoàn thành rất tốt tâm tình của anh đột nhiên tốt hơn rất nhiều anh vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô sau đó mang cô trở về biệt thự trong nhà ăn rộng lớn của quân gia bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn đám người hầu ở bên cạnh cùng kính mời thiếu gia và cô Hồng dùng bữa tối quần vị dương cười áo vét, sắn tay áo sơ mi ngồi xuống tuy rằng anh ở bên ngoài có mấy cuộc xã giao đã ăn tối rồi nhưng mà vẫn ngồi xuống ăn cùng với cô trong quá trình ăn cơm anh thấy cô không ăn uống gì mấy anh để qua cho cô một chén súp yến em ăn nhiều một chút đi nhanh chóng hồi phục sức khỏe một tuần sau tôi sẽ cố gắng làm cho em mang thai sớm một chút Cô cố gắng nuốt miếng cơm vào trong cổ họng để không bị sặc ra bên ngoài. Cô vội vàng uống miếng nước cho trôi xuống. Đúng rồi, lúc trước anh tịch thu ba lô của tôi. Bây giờ có thể trả lại nó cho tôi được không? Em muốn làm gì đây? Thì bên trong có điện thoại, máy tính. Bây giờ anh nhốt tôi ở đây. Ngày thường không có việc gì làm thì đương nhiên tôi phải dùng tôi chúng rồi. Anh nhiều mắt nhìn cô vài giây rồi nghĩ tới cô ở trong bệnh viện chết phạt, cũng đã làm nhiều thứ anh yêu cầu. Anh liền phân phó. Quản gia tài nhục cầm, đem ba lô của cô ấy tới đây. Khi cô có được ba lô trong tay, nhất thời vui sướng không thôi, nhanh chóng uống hết chén canh yến mà quân vị dương đã đưa cho, rồi trốn đến một góc, sát cửa sổ trong phòng ngủ của quân vị dương. Trong lòng cô rất kích động, có phương tiện liên lạc ra bên ngoài rồi. Kế hoạch bỏ trốn của cô đã thành công được một nửa rồi. Cô lập tức mở điện thoại, mở ra bộ tin nhắn để xem là có tin tức gì của Cố Nam Phong không. Thì lúc này, một bàn tay to lớn bất thình lình đưa tới, lấy điện thoại di động của cô. Cô hoảng sợ quay đầu, thấy quần vị Dương đang cúi đầu nhìn màn hình của cô. May quá, cô còn chưa đăng nhập vào hệ thống giao diện tin nhắn. Đây là phần mềm gì thế? Quần vị Dương nhíu mày, từ trước tới giờ anh không hề động tới những trang mạng xã hội, tất cả mọi việc đều có trợ lý lo hết, anh chỉ giải quyết những việc vô cùng quan trọng mà thôi. Vì thế mà mấy cái này rất bình thường trong mắt người bình thường mà lại vô cùng xa lạ với những người không bình thường như Quân Vĩ Dương. Đây là phần mềm nói chuyện phiếm thôi, chỉ là giao lưu kết nối với người thân bạn bè. Tôi định vào đó đăng ký tài khoản thì anh đã vào đây rồi cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình chấn định mà nói em chưa từng đăng ký sao đúng vậy tôi tôi không thích liên hệ theo cách này cô lập tức khẳng định quân vĩ dương tùy ý lướt qua vài cái cũng may là cô chưa đăng nhập cho dù quân vĩ dương xem thì cũng không hiểu gì cho nên thoát ra khỏi phần mềm rồi lại mở ra bộ hình ảnh trong lòng của hồng khánh vân không ngừng nổ pháo hoa Di động này của cô là mua vào tháng trước, cô còn chưa kịp chuyển dữ liệu điện thoại cũ. Nếu không thì bây giờ anh ta đã nhìn thấy hình ảnh của cô và cố Nam Phong chụp chung cùng với nhau rồi. Anh xem đi, di động của tôi thì làm gì có gì quan trọng đâu. Cô còn chưa nói dứt lời thì quân vĩ dung đột ngột cúi đầu hồn lấy đôi môi của cô. Sau đó có thể nghe thấy tiếng tí tách, một ánh sáng hiện lên. Quân vị dương đang dùng di động của cô để chụp ảnh sao lập tức cô muốn cướp di động quân vị dương để tay lên cao đưa tấm ảnh vừa rồi đặt thành hình nền điện thoại rồi đem trả cho cô cô lấy được điện thoại nhìn qua thế mà quân vị dương đang cúi đầu hôn môi cô vẻ mặt của cô kinh ngạc đôi mắt mở lớn cổ còn ưỡn lên giống như là nghênh đón nụ hôn của anh ta nhìn qua thì chẳng khác nào một cặp đôi đang yêu nhau ngọt ngào cả không được đổi về sau tất cả mọi giao diện của các loại thiết bị thông minh em chỉ được dùng ảnh này để làm ảnh đại diện hình nền mà thôi quần vị dương rất vừa lòng với bức ảnh vừa chụp anh nghênh ngang mà nói dĩ nhiên là hồng khánh hân không chịu rồi tôi không cần nếu như bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao chứ em là người phụ nữ của tôi cơ mà em còn sợ người khác nhìn thấy sao nếu bạn của tôi nhìn thấy thì tôi biết phải làm thế nào chẳng lẽ tôi nói với bọn họ tôi chỉ là người mang thai con của anh thôi sao tại sao lại không thể chứ cái này có gì chính đáng đâu tôi sẽ bị mọi người chê cười và khinh thường cho mà xem người phụ nữ của tôi ai dám khinh thường chứ em không cần phải để ý những lời nói của người ngoài người mang thai hộ cũng không phải là anh cơ mà đương nhiên là anh sẽ không để ý đến cảm nhận của tôi rồi. Hồng Khánh Hân ra sức, hất tay của quân vĩ dương ra. Loại quan hệ như thế này khác nào là tình nhân ngầm đâu. Để cho mọi người biết được thì cả đời này cô làm gì dám gặp ai cơ chứ. Có khi còn bị hủy diệt thanh danh, đến chết đi ấy chứ. Mà cũng đúng thôi, loại người không biết đến tình cảm chân thành giống như anh ta thì làm sao có thể thấu hiểu đạo lý của phụ nữ. Anh ta vĩnh viễn sẽ không biết một người phụ nữ đối với loại chuyện này sẽ bị tổn thương lớn cỡ nào đâu. Hồng Khánh Hân căm giận mở điện thoại ra, định đổi sang một tấm ảnh khác, thì sắc mặt của Quân Vị Dương đã trầm xuống, đưa tay đoạt lấy chiếc điện thoại. Cô đã phòng bị sẵn, vội vàng xoay người rồi chạy sang hướng khác. Nhưng rất nhanh đã bị một đôi chân dài cản bước. Quân Vị Dương chỉ mới xải mấy bước đã có thể ôm lấy eo của Hồng Khánh Hân, anh hơi dùng lực bế ngang người cô lên rồi trực tiếp phóng cô lên trên giường chế trụ cô xuống một bên lồng ngực của quân vị dương áp chặt xuống người của hồng khánh hân rồi chế trụ bàn tay của cô giọng nói giống như từ âm phủ vang lên hồng hân vân em dám đổi thử xem tôi muốn đổi thì có liên quan gì đến anh chứ cô giơ cáo chiếc điện thoại nhịn không được mà quát một cái tôi có thể quản được anh mặc quần chip màu gì sao Đương nhiên là có thể rồi Tôi rất hoan nghênh em quan tâm tôi Mỗi ngày mặc quần trong màu gì Em thích màu nào Tôi sẽ mặc màu đó cho em xem Hay là chi bằng bây giờ Tôi cho em xem Hôm nay tôi mặc màu gì nhá Anh Cô ý thức được rằng quần vĩ dương nói thật Sợ từ mức đẩy đẩy Người của anh ra Tôi nói đùa thôi Anh đừng có mà làm sằng làm bậy đấy Đây là em đề nghị trước cơ mà không phải tôi Anh tránh ra Anh đừng có mà chạm vào tôi Vốn dĩ cô đang ra sức dễ dụa Hai chân không ngăn phận đá loạn lên Bỗng nhiên hét một tiếng Rồi trở nên bất động Quân vị dương dừng động tác ngẩng đầu lên phát hiện ra Gương mặt của cô rất khó chịu Mày nhăn lại thành một đường Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào trở nên trắng bệch Giống như đang chịu đựng đau đớn gì đó Anh... Anh ra ngoài trước đi đã Cô nói đứt quãng Không sao nói thành câu được Bỗng nhìn bụng dưới có một cảm giác Thắt lại một dòng ấm nóng chảy ra dưới cơ thể Quân vị dương cúi đầu Nhìn thấy chăn trải giường Có một màu đỏ trói hiện ra Quân vị dương ngẩn người ra Rất hiếm thấy biểu cảm này của anh Anh chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng thế này Trong một vài giây bốc đồng Anh đã bế thóc cô lên vội vã Tôi đưa em đến bệnh viện nhé Không cần tôi là tôi tới tháng mà cô cắn chặt hàm răng bàn tay của cô bóp chặt bàn tay của quần vị dương móng tay cũng đã ghim vào da thịt của anh rồi anh không nói gì cả cô lại nói tiếp là là thời kỳ kinh nguyệt đó kinh nguyệt sao trong nháy mắt quần vị dương phản ứng tuy rằng anh không quá am hiểu cơ thể của phụ nữ nhưng mà cũng không đến mức là không biết trong một tháng phụ nữ sẽ có mấy ngày không thể nào làm chuyện chăn gối. Thế cho nên làm sao? Thì trước tiên anh đừng động vào người của tôi. Bây giờ anh dùng sức hơi lớn làm cho tôi hơi đau. Anh để tôi nằm trong chốc lát đi. Nếu như anh có chuyện gì thì anh cứ đi làm đi. Cô nghĩ rằng muốn vào nhà vệ sinh để thay băng vệ sinh. Nhưng mà đau bụng quá. Nằm một chút đỡ đau cô sẽ đi sau quần vị dường thấy cô như vậy thì nhíu mày em tới tháng thì có liên quan gì đến đau chứ tôi chắc chắn cơ thể của em có vấn đề rồi tôi phải đưa em đến gặp bác sĩ ngay bây giờ anh anh thì làm sao có thể am hiểu mấy cái này bằng tôi chứ mỗi một người phụ nữ tới tháng đều sẽ rất đau nhưng mà tùy vào mỗi người sẽ đau ở mức độ thế nào tôi thủ dạng đau giống như muốn chết đi sống lại ấy cô cảm thấy trên mặt của cô bây giờ có thể dán trứng được luôn rồi thế mà lại đi thảo luận vấn đề này với một người đàn ông sao lại còn là một người đàn ông mà cô ghét nhất nữa cái loại cảm giác này có một chút thẹn lại còn có một chút quái dị nữa anh cúi người xuống nhưng mà không có đè nặng trên người của cô mà dùng bàn tay di chuyển đến chán của cô thế cho nên tôi mới nói tại sao người khác đau ít mà em lại rất đau chứ có phải là thói quen ăn uống thường ngày của em không tốt không? Bắt đầu từ ngày mai, cấm em ăn những món có khẩu vị nặng đấy. Anh có thể nói lý lẽ một chút được không? Đây là trời sinh mỗi người khác nhau thôi mà. Bên cạnh anh có nhiều người phụ nữ như thế, chẳng lẽ anh không biết vấn đề này của phụ nữ sao? Không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà cô lại cắn răng, nói ra câu đó cơ chứ. Chẳng qua cô chỉ bị đau bụng kinh nghiêm trọng hơn so với những người khác một chút thôi có nhất thiết anh ta cứ dây dừa mãi với cô vấn đề này không thôi không đúng là tôi chưa thấy qua bao giờ cả thực sự là quân vĩ dương không nói dối anh đã bao giờ quan tâm đến phụ nữ một cách cẩn thận cho đến ngày mà gặp được cô bao giờ đâu trước đó anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chung sống lâu dài với một người nào đó chỉ có cô duy nhất là một người ngoại lệ cô đã phá vỡ đi tất cả những suy nghĩ trong quá khứ của anh. Vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy. Còn hiện tại anh ra ngoài được chưa? Cô không quá tin vào lời nói của quân vị dương mà cô cũng không có hứng thú với câu chuyện của anh ta. Cô nghiêng đầu vùi mặt vào trong chăn xấu hổ đuổi người. Quân vị dương nhìn trên cổ của cô đã thấm một tầng mồ hôi. Tôi vẫn thấy nên đưa em đến bệnh viện để mà bác sĩ xác định không có vấn đề gì thì lúc đó tôi mới có thể yên tâm. Còn nữa, mấy ngày sau em đừng xuống giường, cứ nằm đó nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Cô nghe những lời quản thúc đó rồi còn ra lệnh cho cô thứ này thứ kia vô cùng vớ vẩn. Bụng của cô đang đau muốn chết rồi mà còn bị cái tên biến thái này lải nhà lải nhảy. Nhất thời cơn nóng giận bùng lên, cô chửi thẳng vào trong mặt của quân vị dương. Tôi bảo anh đi ra ngoài cơ mà, Việc tối tháng không nhất thiết phải tĩnh dưỡng như vậy, ta không cần thiết phải nằm trên giường. Bây giờ tôi chính là không muốn nghe anh rông dài nữa, anh để tôi yên tĩnh một chút có được không? Ngay lập tức bụng của cô lại đau kịp liệt, cả người của cô đều toát ra mồ hôi. Cô càng thêm cuộn tròn người mình, tay không ngừng ôm lấy bụng. Vốn dĩ cô cho rằng quần vị dương bị cô quát như vậy thì sẽ tức giận ra tay, hoặc là thừa dịp cô quá đau bụng mà cưỡng đoạt cô thế nhưng ngoài dự kiến quân vị dương không hề làm ra bất cứ một động tác nào yên tĩnh một vài giây sau đó thì có tiếng bước chân vang lên anh ta đi rồi anh ta thế mà lại chịu nghe lời cô sao hay là anh ta bị mắng đến ngây ngốc cả người rồi cả người của cô bây giờ mới thả lỏng đi cô cho rằng nhìn thấy bộ dáng dính đầy máu của cô anh ta chê bẩn thế nên rời đi thôi anh ta là người thích sạch sẽ cơ mà nhưng quả thật là máu dính nhớp nháp trên đùi của cô, không dễ chịu một chút nào. Cô cố gắng chống thân thể của mình ngồi dậy, đi tắm rửa. Ngồi bên mép giường, bụng không ngừng truyền đến từng cơn đau quặn thắt, làm cho cô không cách nào nhúc nhích được nữa. Ngón tay trắng bệch, nắm chặt chiếc chăn thở dốc. Đúng lúc này thì quân vị dương vừa mới rời đi đã quay trở về, phía sau còn có cả người hầu và bác sĩ. Nghĩ đến trên giường toàn là máu, Hồng Khánh Hân lập tức cảm thấy bí bách. Đừng, đừng đi vào. Cô Hồng, không sao đâu. Chúng tôi sẽ đem đi giặt sạch sẽ. Cô không cần phải xấu hổ đâu. Một bác sĩ nữa xem xét tình trạng của cô rồi đơn giản mà dặn dò. Đây không cần phải đi bệnh viện đâu. Chỉ cần uống thuốc là giảm đau được rồi. Còn nữa, cô Hồng đi tắm rửa sạch sẽ. Thời kỳ kinh nguyệt rất dễ nảy sinh vi khuẩn ảnh hưởng đến đề kháng của cơ thể đấy. À, tôi biết rồi tôi định đi vệ sinh có thể đây cô còn chưa dứt lời thì quân vị dương đã ở một bên bỗng nhiên cúi người rồi bế ngang cô lên anh anh thả tôi ra cô nhất thời giật mình quân vị dương trực tiếp ôm cô đi vào trong phòng tắm rồi đặt quần áo trên bồn để cô ngồi trên đùi của mình sau đó đưa tay cởi váy của cô cô nào có chịu để cho anh làm như vậy chứ nhưng mà cô đau đến mức không còn có sức để mà chống cự rồi chỉ có thể cọ cọ trên người anh thôi anh buông tôi ra bỗng nhiên khắp cả người của quân vị dương và cơ bắp căng chặt anh ép chặt cô nằm yên không được động đậy hồng hân vân em đừng có mà làm loạn tới khi đó tôi sẽ không quan tâm em có tới tháng hay là không tới tháng nữa đâu tất nhiên câu nói đó đã dọa được hồng khánh hân cô yên tĩnh nằm trong lồng ngực của anh nhưng chỉ đến khi quân vị dương Một tay lấy vòi sen Một tay rửa sạch cho cô Cô ngẩn cả người ra duỗi tay ngăn cản động tác quá phận của quân vị dương Anh đừng chạm vào Tôi tự mình rửa sạch là đủ rồi Em là người phụ nữ của tôi cơ mà Có gì mà dơ chứ Về sau Nếu như em còn bị đau như vậy Thì chỉ có tôi mới được chạm vào thôi Quân Vĩ Dương nói ra rất tự nhiên, không lớn không nhỏ Mười phần khi thế Cô nhất thời không biết phải nói gì Sao thế? Hay là ý của em là muốn để cho người đàn ông khác Rửa giúp em sao? À không, không có Thực sự là không còn lời nào Để mà nói với người đàn ông này nữa Cái gì anh ta cũng có thể thảo luận được Quân vị Dương rất vừa lòng Với những lời của cô Cúi đầu xuống hôn đôi môi của cô Hồng Khánh Hân lúc này Rất muốn phản bác nhưng mà nhìn một bên sườn mặt tuấn tú của quân vị dương cùng với bộ dáng cẩn thận vì cô mà rửa sạch không khỏi có chút xuất thần trước kia khi mà cô ở một mình trong chung cư tới tháng đau bụng nửa sống nửa chết cô lúc nào cũng trông ngóng cố nam phong sẽ trở về nhưng anh lúc nào cũng bắt vô âm tín mà nói ở chỗ riêng tư cá nhân như thế này hẳn là phải yêu nhau lắm mới có thể có những hành động thân mật đến như vậy nhưng bây giờ thì sao chứ người cùng cô thân mật thế này lại là quân vị dương. Cái này ngẫm nghĩ thì thấy rất kỳ diệu và khó nói. Khi mà Hồng Khánh Hân đang ngây ngần người, suy nghĩ mông lung, thì quân vị dương đã rửa sạch sẽ, ôm cô lên. Bỗng nhiên cúi đầu hỏi cô. Có phải là sẽ đệm thêm một thứ gì đó để thấm máu đúng không? Mới vừa rồi người hầu đưa cho tôi. Để tôi tự mình làm. Tôi không đỡ thì làm sao mà em có thể đứng được chứ? Sao thế? Em sợ tôi nhìn lén à? Không sao, tôi vừa chạm vào rồi cơ mà. Hơn nữa cũng chỉ là máu thôi. Tôi không chú ý nó làm sao. Khi nào hết kỳ, tôi sẽ cẩn thận và nghiêm túc nghiên cứu về nó kỹ hơn. Vì thế mà Hồng Khánh Hân lại bị quân Vĩ Dương ôm eo, đứng dựa người vào người của anh. Và một hành động mất mặt nhất trong cuộc đời của cô chính là khom lưng mặc quần đã được anh dán sẵn băng vệ sinh. Bên ngoài phòng tắm, người hầu đã chuẩn bị nước, trà gừng ấm và đã thay ga trải giường sạch sẽ rồi. Quần vị Dương đã mặc quần áo sạch sẽ cho Hồng Khánh Hân, đem cô đặt trên giường. Thiếu ra, ngài ướt đẫm hết cả rồi, rất dễ bị cảm lạnh đấy ạ. À. Ngài nên đi thay quần áo trước đi. Hồng Khánh Hân nghe như vậy thì ngẩng đầu nhìn quần vị Dương, Chỉ thấy áo sơ mi trắng và quần tay của anh đều là một màu đỏ nhạt, nhìn có chút bẩn bẩn. Cô nhấp môi muốn nói gì đó Thế nhưng lại thôi, bởi vì trong lòng cô có một cảm giác kỳ quái. Thay tôi cho cô ấy uống thuốc trước đi, cô ấy còn rất đau đấy. Dạ vâng, đã có thuốc rồi ạ. Sao suốt tác dụng phụ đã thấp nhất chưa? Dạ rồi ạ. Đối với cơ quan của phụ nữ không có ảnh hưởng gì chứ? Dạ vâng, chắc chắn là không ạ. Có điều nếu như cô Hồng đau bụng quá nghiêm trọng, có khả năng sau này ảnh hưởng đến quá trình mang thai cho nên về phương diện này cần phải đặc biệt chú ý điều trị đấy ạ hồng khánh hân nghe bọn họ đang đàm luận về vấn đề sinh sản bao nhiêu ý tưởng tốt đẹp dành cho quần vị dương lập tức tan thành mây khói anh ta quan tâm đến cô như thế chẳng qua là vì để có một cơ thể khỏe mạnh mang thai đứa con của anh ta thôi cô bị điên hay sao mà lại đi nảy sinh tình cảm với một kẻ đang giam giữ sự tự do của cô đúng là điên rồi chắc chắn là cô đã cô đơn quá lâu trong một khoảng thời gian dài không được bất kỳ ai quan tâm anh trai cô thì vào viện cố nam phong thì ra nước ngoài thế cho nên cô mới có một chút rung động trước hành động của quần vị dương mà thôi cô không được để cho mình lung lay trước sự mật ngọt đó anh ta chỉ xem cô là một công cụ sinh đẻ đặc biệt cô và anh ta không cùng thế giới cô thích một tình yêu tự nguyện phóng khoáng giống như của cố nam phong còn quân vị dương Chỉ toàn là sự tù túng, nghẹt thở Sau mấy ngày đến tháng đó Quân vị dương không hề quấy rầy cô Buổi tối nào cũng chỉ ôm cô Không có động tác nào thân mật quá trớn Tuy rằng mỗi ngày đều trôi qua rất nhàn nhã Thế nhưng cô chán ghét loại cảm giác này Bị một đống người giám sát cuộc sống của mình Cô không thể nào tự do Làm mọi việc mà mình yêu thích Chỉ có thể ở trong phòng của quân vị dương Đi qua đi lại không khác nào một con chim yến bị chặt đứt cánh của mình. Cho đến một ngày, cô vô cùng vui vẻ khi biết rằng quân vị dương đi công tác mấy ngày. Hay là nói cách khác, trong mấy ngày đó, cô không cần phải lo tên sói điên này sẽ đánh lén cướp đoạt cô. Có thể tạm thời yên tâm trong mấy ngày rồi. Cô dùng di động liên lạc với bạn của mình là Thư Di để điều tra tình hình của anh trai. Ai là người đã chuyển viện cho anh? Và bây giờ anh đang ở trong bệnh viện nào rồi? đêm đến cô rửa mặt đánh răng trước khi đi ngủ cô lấy điện thoại dưới gối ra đăng nhập vào phần mềm xem là có tin tức gì của anh trai cô không đáng tiếc là bên kia không có tin tức đáng giá nào cả thời điểm cô đang chuẩn bị thoát ra khỏi phần mềm thì một tin tức hiện ra khánh hân em đang ở đâu thế là cố nam phong nhắn tới cô ngây ngẩn cả người mắt mở to nhìn chằm chằm tin nhắn đó ngón tay của cô ấn ấn vào mới thấy cô đã gửi tin nhắn cho anh cách đây một tháng mà bây giờ anh mới trả lời kể từ lúc đó anh cũng không đi tìm cô chỉ gửi một tin nhắn này thôi có phải là quá hời hợt rồi không Khánh Hân anh biết là em đang có ở đó mau nói với anh một câu đi nào cô cắn môi dưới cô không biết là có nên trả lời không lúc cô gửi tin nhắn thì bao lâu anh ta hồi âm chứ là một tháng đó trong khi anh mới chỉ gửi tin nhắn cho cô đã không thể nào kiên nhẫn mà thúc giục cô rồi nghĩ là thế nhưng mà tay của cô đã bấm vào màn hình từ khi nào cô thật sự là một người vì yêu mà đánh mất sự tự tôn trong tình yêu rồi ai bảo cô yêu anh ta nhiều hơn chứ em đây nếu như anh đang tìm em thì trả lời câu hỏi của em trước ngày đó người trong xe có phải là anh không được anh sẽ nói thật cho em biết Buổi tối hôm đó, người trên xe mà em nhìn thấy chính là anh. Anh có gì muốn giải thích không? Khánh Hân, anh anh xin lỗi. Lúc này, ngoài biệt thự có một dàn xe màu đen chậm rãi đang tiến vào cổng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 4 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có suy nghĩ như thế nào sau khi lắng nghe xong tập truyện này? Nhớ để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.